Thân mến, chào mừng các bạn tiếp tục trở lại kênh học tiếng Anh miễn phí cùng Mr. Long Linh. Hôm nay chúng ta tiếp tục với video cuối cùng của Unit 15 các bạn nhé. Đó là phần bài tập số 2 của phần Language Focus của Unit 15 các bạn nhé. Phần bài tập số 2 này cũng là một phần bài tập rất là hay. Nó liên quan đến việc động từ đi liền với tính từ. Đó, cái động từ đi liền với tính từ trong tiếng Anh nó rất là quan trọng, nó là một trong những thước đo kỹ năng dùng từ của chúng ta để sau này chúng ta hoàn thiện 4 kỹ năng của chúng ta: nói, nghe, đọc, viết các bạn nha. Rồi, bây giờ mình xem người ta làm câu mẫu và mình sẽ hướng dẫn các bạn làm từng cái câu, từ câu 1 đến câu 10 của cái bài tập số 2 này các bạn nha. Và mỗi câu mình sẽ giảng giải rất kỹ để cho các bạn nhớ lâu và các bạn sẽ không bao giờ quên và các bạn sẽ thuộc luôn và các bạn cứ thế mà sau này các bạn dùng. Rồi, bây giờ các bạn xem câu mẫu người ta nè. Tôi sao? Tôi không dự định đi ra ngoài. Đó, tôi chưa dự định đi ra ngoài. Tôi đang đợi cho mưa kết thúc, hết mưa đi. Đó, hiện tại tôi chưa dự định đi ra ngoài mà tôi chờ hết mưa rồi tôi mới đi ra ngoài. Vậy thì wait này đi với for là chờ đợi. Cứ thế mà ta làm được chưa các bạn? Đó, đi với giới từ for là wait. Wait for. Cứ trong đầu ta nhớ for. Vậy thôi các bạn nha. Rồi, bây giờ bắt đầu từng câu một này các bạn. Bạn luôn hỏi tôi mượn tiền. Ask nè, các bạn nhớ này, ask someone for something là mượn cái gì đó. Đó các bạn nha, for. Đó, cứ thế mà ta làm. Bạn luôn luôn hỏi tôi mượn tiền. Và bây giờ bạn hỏi ai đi, tôi không cho mượn đâu. Hỏi ai đi để tìm kiếm một cơ hội, có nghĩa là xin mượn ai khác đi, chứ đừng hỏi tôi nữa. Ý của cái người nói là như thế các bạn nha. Đó, câu 1 là nhớ cấu trúc của người ta nha các bạn nha. Đó, cấu trúc của nó đó, nhớ nha, xong quan nè. Rồi, tiếp tục câu 2 nè các bạn. Câu 2 đó là một câu mà chúng ta cũng để ý từ apply. Đây, apply rất dễ rồi. Apply là nhìn vô là 99% là for. Cứ thế mà các bạn dùng. Sau này có những trường hợp rất rất đặc biệt mình sẽ nói. Đây, tôi đã nộp đơn một công việc. Tôi đã nộp đơn xin một công việc tại cái nhà máy. Tôi không biết rằng liệu tôi có được nhận cái công việc đó hay không. Đó, cứ thế mà ta hiểu như vậy được rồi các bạn nha. Đó, như apply for nhé, for a job này. Đó, for là tôi nộp đơn xin việc đó. Được chưa? Đó, cứ cái chỗ nào mà dễ thì mình nói nhanh cho các bạn. Rồi, chỗ nào khó thì mình dừng lại lâu lâu tí. Đó là câu 2 đúng không nào? Rồi, bây giờ đến câu 3 này các bạn. Bài phần này tới 10 câu rồi các bạn. Rồi, nếu tôi muốn một công việc tại nhà máy, ai là người tôi nộp đơn? Lúc này mặc dù apply đây nhưng không còn for nữa mà là to. Bởi vì sao? Chỗ này mình sẽ lý giải cho các bạn để ý đây. Nếu chỗ này apply for ấy, là bởi vì anh nộp đơn cho ai? Anh nộp đơn để về cái gì? Đó, anh nộp đơn để làm cái gì? Có nộp đơn cho ai rồi? Đương nhiên, nhưng phục vụ với mục đích gì? Phục vụ với mục đích tìm một công việc. Đó, được chưa? Thì lúc này là cho một công việc, là tìm một công việc là for. Còn nếu chỗ này nộp đơn cho ai? Đúng nào? Nộp đến ai chứ? Đó, nó khác hoàn toàn nha các bạn nha. Nộp đến ai? Nó khác với nộp vì mục đích gì? Đó, các bạn khác nha. Cho nên chỗ này là to. Tôi, nếu tôi muốn một công việc tại nhà máy, tôi phải nộp đơn cho ai? Đó, tôi nên nộp ơn cho ai? Đó, bởi vì có chỗ này rồi, có chỗ này rồi. Đó, nộp cho ai chỗ này thì? Đó, các bạn hình dung được chưa? Nộp cho ai, chứ còn kia là nộp với mục đích gì? Rất rõ, cứ phân biệt để mà làm. Đó, chỗ này tôi dừng hơi lâu, chỗ này một tí là vậy đó. Rồi, bây giờ câu 4 này các bạn. Tôi đã tìm mọi thứ. Đó, tôi đã tìm mọi nơi, chứ không phải mọi thứ, xin lỗi các bạn. Tôi đã tìm mọi nơi. Đây, search for. Rất dễ thôi. Là tìm á, tìm John nè. Tôi đã tìm John mọi nơi. Trạng từ tự do, ta để thoải mái. Tôi đã tìm John mọi nơi. Nhớ nè, search for này là tìm kiếm, được chưa? Rồi, nhưng sao? Tôi không thể nào tìm thấy anh ta được. Đó, tôi không thể nào tìm thấy anh ta. Tôi tìm mọi thứ rồi nhưng không thể tìm thấy anh ta được. Rồi, đó là câu 4. Câu 5 các bạn nè. Tôi không muốn nói. Đây, tôi không muốn nói về cái những gì đã xảy qua tối hôm qua. Nói về, rất dễ rồi. Nói về, vậy thôi. Nói về cái gì đó, nói về cái chuyện gì đó. Là talk about.
Tôi không muốn nói về những thứ mà đã xảy ra vào tối hôm qua. Hãy quên nó đi. Đó, câu 5 là như vậy các bạn ạ. Đó, rất dễ nha. Rồi, bây giờ đến lượt câu 6 này các bạn. Câu 6 này. Tôi không muốn thảo luận, discuss nè. Tôi không muốn thảo luận về những vấn đề, về những chuyện đã xảy ra vào tối hôm qua. Và hãy quên nó đi. Đây, các bạn để ý đây. Discuss, thảo luận về vấn đề gì đó, thì nó hai cái trường hợp about hoặc là on. On hoặc là about. Vậy thì lúc này đều là thảo luận về vấn đề nào đó, vân vân, về công việc nào đó, về chuyện nào đó. Nhưng lúc nào dùng on, lúc nào dùng about, đó lại là chuyện rất khó cho các bạn. Vậy thì trong cái buổi hôm nay mình sẽ nói các bạn là các bạn sẽ dễ hiểu ngay liền. Discuss on đó là thảo luận, nói chuyện về những cái chuyện mà diễn ra hàng ngày đó, những cái chuyện đời thường đó các bạn. Nó không phải là những vấn đề nghiêm trọng, không phải là những vấn đề mang tầm chiến lược quốc gia, đại sự quốc tế đâu đó vân vân. Thì người ta ưu tiên dùng từ on hơn. Còn từ about là nói về những chuyện rất quan trọng, tương đối nghiêm trọng, quan trọng đó. Vậy thì những chuyện đã xảy ra tối qua, quên nó đi. Vậy thì chuyện này là chuyện đời thường, chuyện hàng ngày, cho nên không dùng about. Các bạn thấy chưa? Rất hay là như vậy các bạn nha. Đó. Vâng, như vậy các bạn thấy như vậy là dùng on, discuss on. Đó là chuyện đời thường hàng ngày này. Đó, các bạn thấy ok. Cứ sau này các bạn gặp như vậy là các bạn hiểu ngay liền đúng không nào? Rồi, đó, ví dụ mình cho các bạn đến câu 7 này, các bạn sẽ thấy rất rõ hơn được nữa này. Đây, mình đọc câu 7 cho các bạn nha. Chúng tôi đã có một cuộc thảo luận thú vị. Chúng tôi đã có một cuộc thảo luận thú vị về cái vấn đề, nhưng chúng tôi vẫn không đưa ra được một quyết định. Vẫn không đưa ra một quyết định. Một vấn đề đã thảo luận thú vị như vậy, vẫn chưa đưa ra một quyết định. À, như đây, tất cả những cái này đều là vấn đề quan trọng, vấn đề to lớn, không phải là chuyện hàng ngày, chuyện đời thường, không phải chuyện là mắm muối, dưa cà, củ dưa củ kiểu đúng nào. Thì chỗ này phải about này, discuss này. Đó, discussion đó, các bạn thấy chưa? Rất hay nhá. Sau này các bạn gặp những vấn đề quan trọng nào đó là các bạn để ý là about, discuss about. Còn nếu đời thường á, những chuyện đời thường hàng ngày là discuss on, nhớ chưa? Đó, vậy thôi. Các bạn thấy rất dễ nhá. Qua cái câu 6 và câu 7 này thì các bạn sẽ càng hiểu hơn nữa đúng không nào? Rất là dễ đúng không nào? Đó. Bây giờ mình cho các bạn hai cái ví dụ thì các bạn sẽ thấy rất rõ nè. Đây, các bạn nhìn cái ví dụ thứ nhất đây. Chúng tôi có một cuộc thảo luận, có một cuộc thảo luận về những hậu quả kinh tế của một sự tăng giá của loài cá, của cá tăng giá cá lên đó. Có nghĩa là sự tác động ảnh hưởng về mặt kinh tế lên một sự tăng giá cá. À, như vậy là đây là một vấn đề quan trọng, cho nên phải là discussion about. Các bạn thấy chưa? Rồi xem cái ví dụ ở dưới này các bạn này. Cũng là cá nha, nhưng mà sao đây, người ta nói này, chúng tôi có cuộc thảo luận về giá cá. À, về giá cá hả? Đang giống như là hai bà bán cá nói chuyện ngoài đường, hay là hai người nội trợ, hai bà nội trợ nói chuyện với nhau về giá cá, là chuyện đời thường, cũng là giá cá. Nhưng cái này là nó tác động đến nền kinh tế, là những chuyện mang tầm quan trọng như vậy, cho nên người ta dùng about. Đây là tiếng Anh rất là hay trong cái trường hợp này các bạn nha. Rồi, như vậy các bạn đã hiểu được discuss about hay discuss on chưa? Rất dễ đúng không nào? Rồi. Rồi, đó là xong câu 7 luôn các bạn nha. Rồi bây giờ chúng ta đến lượt câu 8 này các bạn. Câu 8 này. Bạn Keith và bạn Sonia đang sao các bạn? Đang có một tour lưu diễn ở châu Âu và họ ở Rome. Tại ngay bây giờ là họ đang ở Rome. Nhưng ngày mai họ sẽ rời Rome để đến Viên. À, rời nơi nào để đến nơi nào, nhớ chưa? For, đó. Rời đâu để đến đâu là nhớ for nhá. Còn nếu mà rời Viên á, là không cần for. Mà rời Rome này để đến Viên thì rời Rome for Viên, nhớ chưa? Đó, vậy là rời Rome, rời thành phố Rome này để đến Viên này, đó là phải có for, nhớ chưa các bạn? Rồi, chỗ này dễ rồi thì tôi đi nhanh thôi. Bây giờ đến câu 9 này các bạn. Câu 9 các bạn nhìn này. Cái mái của ngôi nhà là đang trong một cái điều kiện rất là xấu, có nghĩa là đang bị giọt rồi đó các bạn nha, bị hư rồi đó.
tôi nghĩ chúng ta nên làm cái thứ gì đó cho nó đi. Rồi, tiếp tục, không cần suy nghĩ nhiều. Làm cái gì đó cho nó đi. For. Ok các bạn nha. Đó. Rồi, 10 tiếp này. We wait. À, wait. Nhìn wait là ok. Nhìn wait là cứ thế mà ta điều vào. Đó, wait for. Chim, tôi đợi chim trong nửa giờ nhưng anh ấy chẳng đến. Đó. Như vậy là các bạn ơi, có những câu rất là dễ nhưng có những câu đòi hỏi chúng ta phải suy nghĩ rất kỹ để chúng ta làm. Ví dụ như câu discuss này, on này, discuss about này. Sau này các bạn đi thi tốt nghiệp đại học hay là đi thi những cái trình độ cao hơn một xíu đó thì các bạn dễ dàng, nếu không cẩn thận là dễ bị đánh lừa chỗ này các bạn nha. Nhớ quan tâm chỗ này giùm mình một tí. Rồi, mình cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe theo dõi video này. Mong các bạn thích video, nhấn đăng ký kênh, chia sẻ kênh để chúng ta cập nhật chúng ta thêm nhiều video hay các bạn nhé. Rồi, một lần nữa cảm ơn các bạn rất là nhiều và chúc các bạn một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Rồi, chào các bạn. Rồi, hẹn các bạn ở video ở các ba unit, ở unit cuối cùng các bạn nhé. Và những cái video về ôn luyện thi cuối kỳ lớp 12 luôn các bạn nhé. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều.